Đầu tiên các em hãy chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tiếng Việt nha, vở ghi chép. Thứ hai, các em hãy chuẩn bị cho cô dụng cụ học tập như viết, thước. Thứ ba, các em hãy ngồi học thật ngay ngắn và ghi chép khi cần thiết. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu tiết học. Mục tiêu cần đạt cho chủ đề này đó là: thứ nhất, nhận biết được danh từ chung, danh từ riêng, đại từ xưng hô, động từ, tính từ và quan hệ từ trong đoạn văn. Nêu được quy tắc tiết hóa danh từ riêng đã học. Thứ hai, tìm được một số câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè. Thứ ba, hiểu nghĩa của từ hạnh phúc, tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ hạnh phúc. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau bước vào hoạt động 1 của bài. Bài tập 1 yêu cầu các em đọc đoạn văn sau, tìm danh từ riêng và ba danh từ chung trong đoạn văn. Bài tập này ở trang 137. Bây giờ các em hãy cùng đọc thầm theo cô đoạn văn này nhé. Chị Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào. Chị là chị gái của em nhé. Tôi nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo vẹt trên má. Chị sẽ là chị của em mãi mãi. Nguyên cười rồi đưa tay lên quạnh má. Tôi chẳng buồn lau mặt nữa. Chúng tôi đứng như vậy nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu. Xung quanh là tiếng đàn, tiếng hát, khi xa, khi gần. Chào mừng mùa xuân, một năm mới bắt đầu theo Thủy Linh. Em hãy tìm cho cô danh từ riêng có trong đoạn văn. À, danh từ riêng đó là Nguyên. Vậy tại sao em biết Nguyên là danh từ riêng? Vì đó là tên riêng của một người đúng không nào? Vậy danh từ riêng là gì? Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Tiếp theo, em hãy tìm cho cô danh ba danh từ chung có trong đoạn văn. Cô mời các em thực hiện. À, chắc các em đã tìm được các danh từ chung rồi đúng không nào? Các em hãy cùng cô xem kết quả nhé. Trong đoạn từ chị đến chị của em mãi mãi có các danh từ chung là giọng, chị gái, hàng, nước mắt, vệt, má, chị. Trong đoạn còn lại có các danh từ chung tay, má, mặt, phía, ánh đèn, màu, tiếng, đàn, tiếng, hát, mùa xuân, năm. À, các em và cô đã cùng nhau tìm được các danh từ chung. Vậy danh từ chung là gì? Danh từ chung là tên của một loại sự vật. Các em thấy không? Trong bài có rất nhiều danh từ chung. Mỗi em tìm cho cô 3 danh từ chung là được. Nếu em nào tìm nhiều hơn thì càng tốt. Để giúp các em củng cố lại cách viết hoa danh từ riêng, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước sang bài tập số 2. Bài tập 2 yêu cầu các em nhắc lại quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học. Bài tập này ở trang 137. Nào, bây giờ các em hãy cùng cô nhắc lại nhé. Khi viết tên người, tên địa lý Việt Nam, cần viết hoa như thế nào? Khi viết tên người, tên địa lý Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó. Khi viết tên người, tên địa lý nước ngoài, ta cần viết hoa như thế nào? Khi viết tên người, tên địa lý nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì sửa các tiếng cần có gạch nối. Những tên riêng nước ngoài được phiên âm theo âm Hán Việt thì viết hoa ra sao? Những tên riêng nước ngoài được phiên âm theo âm Hán Việt thì viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam. Cô vừa giúp các em nhắc lại quy tắc viết hoa
3. Bài tập 3 ở trang 137 yêu cầu các em tìm đại từ xưng hô trong đoạn văn sau. Các em hãy đọc thầm lại một lần nữa đoạn văn. Trước khi làm bài tập, em hãy nhắc cho cô đại từ xưng hô là gì? Đại từ xưng hô là những từ được người nói dùng để tự chỉ mình hoặc chỉ người khác khi giao tiếp. Vậy các em hãy tìm những đại từ xưng hô có trong đoạn văn. Cô mời các em thực hiện. Đại từ xưng hô có trong đoạn văn này đó là chị, em, tôi, chúng tôi. Cô và các em vừa ôn lại danh từ đại từ xưng hô. Vậy còn những từ loại nào mà chúng ta đã được học rồi? Chúng ta cùng nhau bước sang hoạt động 2 của bài. Bài tập 1 của hoạt động 2 ở trang 142 yêu cầu các em xếp các từ in nghiêng trong đoạn văn sau vào bảng phân loại ở bên dưới. Các em hãy cùng đọc thầm theo cô đoạn văn này nhé. Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang, hai tay Nguyên vịn vào sông cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi. Qua ánh đèn ngoài đường thắt vào, tôi thấy ở khóe mắt nó hai giọt lệ lớn sắp sửa lăn xuống má. Tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Cũng giờ này năm ngoái, tôi còn đón giao thừa với ba ở bệnh viện. Năm nay ba bỏ con một mình, ba ơi. Theo Thủy Linh. Bài tập được bảng phân loại ở bên dưới được chia thành 3 cột. Cột đầu tiên là động từ với mẫu là trả lời. Cột thứ hai là tính từ với mẫu là vời vợi. Và cột thứ ba là quan hệ từ với mẫu là quan. Vậy bây giờ các em hãy cùng nhau tìm động từ cho cô ở cột đầu tiên. Vậy động từ là gì các em? Động từ là những từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật. Các em hãy vận dụng điều đó và tìm cho cô những động từ có trong đoạn văn trên. Động từ chúng ta cần tìm đó là nhìn, vịnh, hắt, thấy, lăn, trào, đón, bỏ. Các em có tìm đủ các động từ này trong cho cô không? Tương tự như vậy, các em hãy tìm cho cô tính từ có trong đoạn văn. Tính từ có trong đoạn văn đó là xa, lớn. Các em có tìm đúng không nào? Vậy tính từ là gì? Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm tính chất của sự vật, trạng thái, hoạt động. Cột cuối cùng đó là quan hệ từ. Quan hệ từ là gì các em? Quan hệ từ là từ nối giữa các từ ngữ hay các câu với nhau nhằm tạo mối liên hệ giữa các từ hoặc các câu ấy. Vậy em hãy tìm cho cô quan hệ từ có trong đoạn văn. Các quan hệ từ chúng ta cần tìm đó là ở, với. Cô đã giúp các em tìm các động từ, tính từ, quan hệ từ. Vậy chúng ta hãy tiếp tục sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu các em tìm các câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn. Với mẫu là chị Nhã em nâng. Chị Nhã em nâng có nghĩa là chị em trong gia đình phải biết thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau đó các em. Đây thuộc về quan hệ gia đình. Để giúp các em tìm được những câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao như yêu cầu của đề bài, cô xin giới thiệu với các em có các câu như sau. Kính thầy yêu bạn, tôn sư trọng đạo, có công mài sắt có ngày nên kim, chim có tổ, người có tâm, con thương cha là nhà có phúc, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cái nết đánh chết cái đẹp, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ
có công. Đây là câu tục ngữ nói về sự biết ơn đối với của con người đối với tổ tiên của mình. Vậy nhiệm vụ của các em là hãy đọc thầm lại một lần nữa, suy nghĩ thật kỹ và chọn thật đúng. Cô mời các em thực hiện.
Mãn nguyện là bằng lòng thỏa mãn với những gì mình đang có, không đòi hỏi gì thêm. Bất hạnh. Bất hạnh là không may gặp nhiều rủi ro làm cho đau khổ. Còn từ vô